đau sẽ lạnh, nhìn sương mù phủ kín cả không gian. Ôi thời gian sao đi quá vội vàng, mới xuân đó giờ đông đã về tới. Nhìn nói tôi có ro với chiếc áo len trong làng gió rét, lòng tôi bâng khuâng xúc động thương nội tôi bạc tóc còng lững hình dốc ngày một ao. Dòng thời gian im điềm trôi lặng lẽ, nhưng đã âm thầm lấy dần sức khỏe của nội tôi. Khép cánh cửa và kéo lại chiếc rèm cửa, ý nội nhắc ngăn bên đi cơn gió lạnh. Nghe cánh lòng
làm sao tôi tìm được. Người nói hiền hòa nhắn hảo báo dung, tôi đã trưởng thành trong ngày tháng âm niên. Gương lành của nói là hành trang cho cuộc sống. Nói bảo con hãy biết yêu thương và chia sẻ với bao nhiêu cảnh con có trên đời. Cách cửa sổ ngày nào giờ vẫn còn đây, mà người nói cách yêu của tôi thì không còn nữa. Thay vào đó là dáng ngồi của mẹ, tấm gầy gò mái tóc đã phá xương. Mẹ cũng khép cửa lại lúc có gió đông, cũng có lo trong chiếc áo len mềm mại. Tôi nghĩ giá như ngày ấy, mẹ biết ăn cần chăm sóc thương yêu. Để nói đỡ buồn khi tôi đã giàu, vẫn muốn sống lâu bên con bên cháu. Con luôn không quên những lời nói dạy, con phải biết quan tâm quý mến mọi người. Người già nào có cần chi, cháu con có nghĩa có nghề là tâm yêu dường đó.